năm dòng chó thông minh nhất thế giới. Dẫn đầu trong top này đó chính là Border Collie. Dòng chó này có nguồn gốc từ Anh, chúng đã trải qua rất là nhiều bài test và chứng minh được rằng khả năng học hỏi tiếp thu của mình nhanh hơn các dòng chó khác rất nhiều. Thứ hai là Poodle, là dòng chó mà bữa giờ tôi hay kể cho mấy người đó. Dòng chó này có nguồn gốc từ Đức. Theo thống kê và nghiên cứu của các chuyên gia thì Poodle được xếp hạng thứ hai trong 400 dòng chó khôn nhất thế giới. Thứ ba là Doberman, dòng chó này có nguồn gốc từ Đức, được mệnh danh là anh hùng trong lực lượng cảnh sát và quân đội với nhiệm vụ là truy lùng dấu vết, tấn công và trấn áp tội phạm. Thứ tư là Berger, là dòng chó có nguồn gốc từ Đức, có bộ óc vô cùng thông minh và nhanh nhạy, đặc biệt chúng có chiếc mũi vô cùng thính. Đây cũng là một dòng chó nghiệp vụ phổ biến ở Việt Nam, là khắc tinh của tội phạm ma túy. Thứ năm là Golden, nhưng mà không có đồng chút nào đâu nha, là dòng chó có nguồn gốc từ Anh. Golden rất thích đi tìm và phát hiện con mồi, chúng rất thông minh, hiền lành và được rất là nhiều người yêu mến. Tôi biết phúc mà là